续起来，我们隆重的有请江云清先生步上擂台，为我们今天抽出第一等奖。每一等奖是一个 iPhone 7 128G。每个同学们，và ngay bây giờ thì ông Ba Thiên Kiên Chi sẽ giúp chúng ta lựa chọn ra ba lá phiếu, và đây sẽ là ba chiếc điện thoại iPhone 7 Plus 128G của quý vị, rất là giá trị ạ. Và chúng ta sẽ hồi hộp chờ đợi xem con số đầu tiên.谢谢各位代表客户，恭祝我们各位亲爱的贵宾身体健康，在生活采取更多的成功，以祝杭州热联集团在下去更加的发达。